Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang, Phạm Nhật Vượng thâu tóm doanh nghiệp Âu, Mỹ. Công ty trách nhiệm hữu hạn Wolfram Marsan MTC, công ty con do công ty cổ phần tài nguyên Marsan MSR công bố hoàn tất mua lại nền tảng kinh doanh Wolfram của SC Stark Group GmbH. SC Stark là nhà chế tạo hàng đầu các sản phẩm Wolfram công nghệ cao midstream giai đoạn giữa của chuỗi giá trị như là bộ kim loại Wolfram và Wolfram Carbon. Giao dịch này được xem là một bước đi chiến lược trong tầm nhìn của công ty cổ phần tài nguyên Marsan trở thành nhà chế tạo vật liệu công nghiệp công nghệ cao dựa trên nền tảng chuỗi giá trị tích hợp xuyên suốt hàng đầu thế giới. Điều này giúp cho công ty tạo ra được dòng tiền ổn định qua các chu kỳ thị trường, đồng thời mở rộng quy mô thị trường đầu ra lên 3,5 lần, từ 1,3 tỷ đô la Mỹ lên tới 4,6 tỷ đô la Mỹ. VinFast của Vingroup cũng được cho là đã chi tới 20 triệu đô la Mỹ để mua lại trung tâm thử nghiệm xe Lang Lang ở Úc. Theo trang tin CarAdvice, nhà sản xuất ô tô của Việt Nam đang có ý định mua lại trung tâm thử nghiệm xe Lang Lang của hãng xe Holden có tuổi đời gần 60 năm. Trước đó, vào cuối năm 2019, thì Vingroup cũng đã thành lập VinFast Engineering Australia đặt trụ sở tại thành phố Melbourne và tuyển dụng một loạt nhà quản lý tại đây. VinFast từng đánh giá Úc là một thị trường ô tô phát triển với các nhà cung cấp sẵn có trình độ chuyên môn cao mà VinFast muốn khai thác. Tại Đại hội Cổ đông 2020, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng cho biết VinFast và Vinsmart sẽ tập trung phát triển, xuất khẩu vào thị trường Mỹ, xác lập chỗ đứng nhất định ở thị trường Mỹ trước khi mở rộng sang các thị trường khác. Vingroup đã mua lại GM Việt Nam. Theo báo cáo tài chính 2018, thì Vingroup đã chi ra khoảng 919 tỷ đồng để mua lại 100% cổ phần của công ty General Motors Việt Nam, hay còn gọi là GM Việt Nam. Ở mảng công nghệ, Vingroup mua lại một doanh nghiệp nước ngoài có tên là BQ, thương hiệu smartphone của Tây Ban Nha để rút ngắn thời gian xâm nhập lĩnh vực sản xuất điện thoại. Các khâu quan trọng trong quá trình sản xuất smartphone Vinsmart từ nghiên cứu và phát triển tới thiết kế sẽ do BQ đảm nhiệm và được phát triển theo tiêu chuẩn cao của châu Âu. Báo cáo tài chính của Vingroup cũng cho biết vào tháng 2/2019, công ty Vintech đã mua lại 51% vốn góp của Mundo Reader, công ty chủ quản của BQ, thông qua việc mua phần vốn góp phát hành thêm và mua lại từ các thành viên góp vốn khác với tổng giá trị chuyển nhượng là 35,7 triệu euro, tương đương là 40 triệu đô la Mỹ. Việc các đại gia Việt thâu tóm các doanh nghiệp ngoại không còn lạ, nhưng những cú thâu tóm của tỷ phú Việt thì đều đáng chú ý. Nó cho thấy một tín hiệu tích cực trong cộng đồng doanh nghiệp Việt, những bước đi mạnh mẽ hơn và có xu hướng đi tắt đón đầu bắt kịp với sự phát triển của thế giới. Với thương vụ của công ty cổ phần tài nguyên Marsan, giao dịch này không chỉ nâng tầm công ty trở thành công ty vật liệu công nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam có quy mô toàn cầu, mà còn gia tăng vị thế cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường Wolfram quốc tế nhờ vào nền tảng nghiên cứu phát triển và công nghệ hàng đầu thế giới. Thương vụ mua Mundo Reader, công ty chủ quản của BQ, giúp cho Vingroup đã rút ngắn được thời gian thâm nhập lĩnh vực sản xuất điện thoại và đưa điện thoại Vinsmart sang phân phối tại thị trường Tây Ban Nha và châu Âu. Còn thương vụ mua trung tâm thử nghiệm xe Lang Lang ở Úc có thể giúp cho Vingroup đẩy nhanh quá trình đưa Việt Nam ra các thị trường quốc tế, nhất là các thị trường đã phát triển với yêu cầu cao. VH, Vietnamnet, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Thiết kế website trọn gói chỉ từ 1 triệu 800 nghìn đồng, tặng hosting và tên miền miễn phí 1 năm. Thiết kế logo theo yêu cầu từ chỉ với 300 nghìn đồng. Đăng tin bán bất động sản lên 100 website nhà đất hàng đầu Việt Nam với chỉ 300 nghìn đồng tại các trang bấtđộngsản.com.vn, chợ tốt, mua bán.net, 5giây.com, VOZ Forum. Liên hệ Zalo 0978 106 552, thiết kế webchuyền.com hoặc thông tin chi tiết trong phần mô tả dưới video này. 10 ô tô bán chạy nhất tháng 5 năm 2020. Thời điểm các showroom ngừng hoạt động trong tháng 4/2020 vì dịch COVID-19, doanh số của phần lớn các hãng xe đều chịu ảnh hưởng và có sự suy giảm đáng kể. Bước sang tháng 5, khi mọi hoạt động đã trở lại bình thường, cũng là lúc mà doanh số ô tô có sự phục hồi nhất định, trong đó có không ít mẫu xe đạt được doanh số hơn 1.000 chiếc. Đây cũng là lần đầu tiên mà VinFast công bố số liệu bán hàng và có hai mẫu xe góp mặt trong